ra đây đâu chơi mẹ mới thấy đó. Ấp vô đó, hình như nó chú chú vô đó đó. Chó mất tiêu. Rồi rồi rồi. Ra đâu ra. Đâu vậy? Con cá gì vậy? Sao dính gì cứng vậy? Ủa con cá. Rồi rồi. Ôi, có thể rồi, rồi, rồi. Rồi lên. À. Dạ, cho xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Loan Nhãn nha. Thì buổi chiều hôm nay thì ở chỗ mình cũng mới vừa mới xong á cô chú anh chị. Mấy chị em cũng rủ nhau đi kéo cá. Thì về mình làm bữa cơm chiều. Thì giờ cho mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Làm cái cử à. Không, phải dính cá, một cá này không biết có cá mắm gì không mà sao chào cười rồi. Chào cá nha. Chừng nào thấy nó sắn lưới là chụp đè xuống liền nha. Ok. Phải nãy mình để mấy cái cây lá này lên cho mình dễ kéo xíu hả? Nó ở chỗ sâu, nước sâu đã hết sâu rồi. Kéo sao hồi vô một quá. Rồi đâu bung ra lại nè. Bung ra nè. Đó, đúng rồi đó. Đó. Rồi về chứ. Này. Nè. Chào cả nhà. Rồi, nó ở đây nè. Đó, chạy chạy nha. Rồi, nó vô đây. Rồi, vậy là cá cha nè. Còn con cá chim nè. Cá chim. Quá, chạy chạy chạy. Đó, đó, đó. Ê, lỡ đó kìa. Đây nè cả nhà ơi. Vô rồi, vô rồi. Đây. Qua bên đó kìa con. Vô rồi, vô. Rồi, 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 tìm nó nha. Ở gà hai hang từ từ đợi rồi rồi. Đâu rồi, đâu mé nè, chắc mé nè. Mới thấy ra đây đâu chơi mẹ mới thấy đó đó. Ấp vô đó, đó hình như nó chú chú vô đó đó. Chó mất tiêu. Rồi rồi rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Con cá gì vậy? Ủa con cá dê. Ờ dính cá dê thiệt rồi. Nó chạy xuống hả? Ê con chị ra nó đâm. Đây là con cá dê của mình nè cô chú anh chị. Rồi, chưa sáng chưa? Kéo kèm, kéo rồi kéo lại. Dính chưa? Thì chụp xuống rồi. Ủa sao nó không vậy chứ? Ủa rồi cá chim đâu mất tiêu rồi? Ê, đây nè. Rồi. Dính này, dính vô lưới rồi đó. Dính này pha. Dính này. Mà sao em ngu rồi ha? Con cá chim của mình á, rồi chú vậy lên trên thân nếu thành đó anh. Có phải lên trên thân từ từ để đây. Rồi. Trên đây có con cá lồng tông nè chứ. Rồi kéo lên, kéo lên, kéo lên nè. Sao dính gì cứng vậy? Trời. Rồi rồi. 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 Ui, có thể. Rồi rồi rồi. Rồi lên. Lên. Ê ê ê, kê 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 lại chỗ đó thì chết rồi con. Thôi bự quá. Dục lên. Bữa nay cô Sáu xuống mình bắt con cá chim của mình đãi cô Sáu luôn. Chim này là cái chim, cái chim giống mình luôn nè. Tâm huyết không ngày. Chim này là bự quá ha. Bự quá chứ. Cá này cân ký á. Cân ký sao hết ba lọc. Đúng rồi. Ô con cá này ký mấy luôn rồi. Màu lớn quá. Wow, nó màu lớn dữ vậy ta. Cá này cá gầm kìa. Đang thả lại. Có chín rồi. Wow. Ôm nó tiếp bà Lộc. Hay ôm đây chứ chụp hình cho nè. Ngồi dưới này luôn nha. Đó. Rồi chắc nhảy không bọng đâu hết. Nhảy không bọng xịn mà. Rồi nhìn đây. Ô, cá này bự lắm. Cá này, này bàn tay không cầm dưới trơn á bà Lộc ơi. Rồi. Ok chưa. Ôi nè. Nhàm quá. Ôi cái miệng đó nè. Ôi ôi cái lỗ mũi đó kìa. Lỗ mũi như lỗ mũi. Có lỗ mũi nữa. Hổng dài á cô chú anh chị. Mình không biết. Mình thả nó ở dưới đây. Nó ăn muốn hết cái chơi của mình luôn rồi. Ừ, đúng rồi ha. Còn mấy con. Bởi vậy sẵn cái dịp này cô Sáu xuống rồi xong rồi anh em mới kéo là để cô Sáu luôn sẵn. Sẵn mình thiếu mồi để cô Sáu luôn. Dạ. Cá này không biết bữa nay mình sẽ làm món gì đây. Cá này bữa nay mình làm món gì đây ba Lộc? Này chắc vô mình nướng với ớt của con cá này nó mới ngon nè. Mấy con chó mình nó đang săn bắt cái gì cơ thành. Chắc có con chuột nghe đó, chuột á. Trời, trời mưa mà không có chịu ở yên trong nhà đâu, đi ra rồi mình dạ. Mãi ướt kìa kìa. Chỗ Thành thì mới có đám mưa xong hả cô chú anh chị? Thấy nó lội cái gì mà? Ờ, vô rồi, vô rồi. Cá phi. Dính cá phi. Cá phi hả? Cá phi thả qua hầm bánh, đi vào lòng coi. Cá phi vô. Bữa đó mình thả tựa lưới dưới này nè. Dạ. Mình để cái dèo ra cô chú anh chị. Rồi nó ra, thoát ra tùm lum, giờ hết biết đường kiếm. Trời. Đó. Đó. Con cá phi. Ơ con cá gì nữa đó nha, ba Lộc có còn không? Coi chừng còn dính cá khủng nữa hả ba Lộc ơi. Kiếm coi có còn cá dồ không? Mẹ thấy cá lỗ bự lắm. Đúng rồi.
đúng không? Vậy là con cá này là không phải con cá hồi nãy vậy mẹ. Hồi nãy con cũng thấy nữa. Thấy cá bự lắm, nó bự lắm. À. Vậy là con này đi. Con đó mẹ. Lúc đó còn con trong cái kéo lớn hết. Cái ta lọc là vuột quá, ta bắt ta lọc. Dính cá bự rồi, dính cá bự rồi. Chứ nè, thôi như ta nó vô nó quậy. Thôi. Rõ ràng. Mẹ thấy nó lội mà. Tại cá này ngổ quá, nó không quậy dữ như mấy con kia. Lấy vô luôn, cái chim. Bóp bóp lại mà lọc ơi. Bóp lại đến con này nặng à. Chi mấy á. Thôi như ta sẽ nó quậy. Cá phi về thả ra chứ. Thả ra vậy. Thả qua hầm mình thả đi. Cá phi gì nó không có ăn cá giống. Còn con cá chim này nó ăn cá giống như lắm luôn cô Trinh chị. Vô rồi. Biết con cá gì? Chúng mánh rồi. Rồi. Rồi mẹ bắt nha. Sắc vuột luôn quá. Không có thời đó. Rồi. Rồi với cầm ơi. Vuột thiệt cầm bá lóc ơi. Cá vuột luôn. Được. Thôi kệ đi thả nó luôn đi chứ. Có cá nồi chế bà đi thả qua đây. Cá luôn rồi đó. Vuột luôn rồi cô Trinh chị. Cá này chắc là. Con cá nó chắc nhỏ hơn cá này à. Đâu thật. Đúng rồi, cá này nhỏ hơn. Ồ, đã ha. Đây. Chim trắng mồ côi. Rồi, nó còn ngáp ngáp nè mẹ. Chở hành thì. Ồ, nó biết nói chuyện đó vậy. Ổ cục vậy hả? Chỗ mình mới có đám mưa cô chú chị. Mà cũng nhỏ à. Nè, khi cái đàn cá chê mình nó đâu mất tiêu hoài mà mình thấy ngày nó nít nít. Ồ, nó bay lớn nè, thành vậy. Bay lớn à. Ừ. Bự hơn cái bàn tay mình. Con này nhỏ hơn con kia quá mẹ. Nhỏ hơn con này ba Lộc. Dạ. Không, làm sao mà nó nhảy xuống cái hầm này rồi xuống hầm này kéo luôn mấy nhiều cá nè. Hai bàn tay. Mấy bay nè, dưới khăn là tà nén. Cá thì mình cũng làm rồi nè cô chú anh chị. Mấy chị em thì cũng mới tắm ra luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. Giờ mình bắt đầu cướp cá để mình. Con cá mẹ cầm mà con thấy mệt mỏi luôn á. Thấy nó nặng á. Cái này xuống làm xương. Là món này hay sao? Cái này mình nướng hay sao? Nướng có gà. Ồ. Cá nướng mực. Hết hồn cá hai cá. Cá này cá thao chọt cá thao luôn á. Ở vậy mẹ lấy cá thao này mới được. Cá này nó ăn cá con dữ lắm bởi vậy mình không bắt thì không được. Cái này là con phải nuôi riêng á, riêng biệt của y á, chứ còn không ấy là y ăn hết trơn luôn. Dạ. Sâu chút đi cho nó thấm luôn. Con Lộc thì ở phía bên kia đốt lửa. Khói hết vô nhà đó. Thấy rồi ông này chắc hồi đốt luôn hả bạn? Có khói ra nó đi ra rồi mà đốt luôn đi. Hình như nó bị khói nó bỏ cái dè ra nè ba Lộc ơi. Đúng rồi, lấy đồ đốt đốt luôn rồi. Rồi. Đây. Đó ông này là có mật rồi nè ba Lộc. Hôm nay mình không có đâm muối ớt. Nên mình ớt muối này luôn hả mẹ? Bữa là mình lấy muối ngọc yến mình ớt. Muối này ăn trái cây cũng ngon lắm. Ăn trái cây cũng ngon, mà ớt cá, ớt đồ chai gì cũng ngon chứ anh chị. Em thích đồ chai mà ớt muối này lắm chị. Trộn cái dầu hết không bây giờ. Làm đồ chai ớt muối này Út Thành nó có bí quyết. Ồ, hai con cá này khủng bố rồi. Rủ ông cậu rồi hả mẹ? Mẹ rủ rồi, bữa nay có cá này ông cậu chắc ăn được. Dạ. Ông cậu xuống cho ông cậu ăn. Trời mưa không biết xiên chạy xuống không á. Nay mưa mà mưa cũng nhỏ. Cái này mình đang kèm dưa salad rau thơm. Cái thau than này nướng hai con cá không hết luôn ba Lộc. Cái gì hồi than nhãn nó tàn mau lắm, dễ chiếu là than nước này. Cái này phải kiếm thêm gì nữa quá. Con gà. Trời mưa này cá nướng mà lai gai chắc im lắm ba Lộc. Ấm bụng nha. Dạ. Gà nướng luôn. Hồi đó giờ mình có nướng luôn cho ta, nhưng mà chưa luôn á. Mình nướng luôn rồi, mình nướng chuột. Lấy cái này ra chồng luôn, 8 tháng mưa nè. Ừ. Rồi chết với con rồi. Nhà mình tính ra là tiêu thụ khó khăn nhiều lắm. Lắm. Quá vậy thôi biến luôn. Ủa này mình giờ mình trồng được chưa sắp? Có cắt sát gì lại không? Nghĩ đây trồng. Trồng mà. Là con ra trồng cháu trồi luôn nữa. Tới nhà trồi con bẻ luôn mà có khó ăn nữa. Ở trên 6 chàng còn thấy trồng nhiều lắm không chứ? Nhiều, trái thoa bự bự không. Thoa chứ không có khốn. Dạ. Thoa là nó bự nước nó nhiều hơn hay sao? Ừ. Nước dữ vậy. Nó chịu trái cái ngọt trái bự dữ. Bây giờ con thấy ba chồng giống thơ mật gì đó. Rồi cắt ra cái mật tôm luôn. Ủa nó hành vậy chứ. Có mật luôn rồi ngoài xuống tới nè. Ghé ngồi ghế đi đừng quen vậy. Giờ sao đấy từ bữa đó tới giờ đúng không sao? Ừ. Rồi con đâu. Rồi. Mật của chú. Bây giờ làm gì trong nhà vậy? Con học mật. Bữa nay con thi rồi phải không? Tại nó đang thi với con, bởi vậy giờ về bài nào là nó ôn bài đấy.
nó về đặng nó ôn ngày mai đặng thi tiếp nữa. Tay gán 10 điểm nhớ tay. Thời gian thi cử thì quan trọng lắm. Vậy. Hôm qua con nghe chị Hai nói gì à, dâu trai mà thi môn nào 8 điểm thì đi luôn đi, đừng có về nữa. Con nghe rồi, con nhớ rồi. Có không dâu trai? 7 điểm cũng vậy. 7 điểm là cũng... Không phải. 6 điểm là đem... Câu 6. Phải không? Mà con biết con cả mấy điểm không? Con biết con thi là được mấy chục phần trăm chưa? Không biết hả? Con làm bài được hay không? Làm bài cũng ok không? Không có, nhưng mà con làm tự tin là con làm bài được hay là con làm bài không được? Dạ. Được hả? Có tiếng được. Anh à. Tiếng Anh không được hả? Tiếng Anh con không biết được không? Ơi, sao tự tin vậy? Cái này chắc là mây là đi luôn rồi vừa. Bây giờ phải gắng học tiếng Anh lên nó còn. Nhớ đi thi lấy một đen theo nhóc này. Tiếng Anh giỏi là điểm cuối đầu đi luôn á, dưới 10 điểm. Cái gì chứ học tiếng Anh giờ quan trọng đó. Bây giờ chưa lửa được chưa ba Lộc? Rồi được rồi, tốt rồi. Để dĩa lên đi. Rồi chứ hai đem cá lại. Đem cá lên chơi. Cái này. Wow, hai cá này để cũng rung rinh cái dĩa. Rung rinh dĩa nè. Ông Yến dĩa này chịu nổi sức nặng đó không? Sức nặng. Để mấy cục gạch cho chị một tí. Cũng nổi ra tay luôn. Con ra tay luôn. Đúng rồi, trái vậy đó, để hồi em chảo cho dễ. Trời ớt cái muối này thơm quá à. Cái muối đặc sản. Ôi, vừa ngính luôn. Vừa luôn. Cái này mà có ai muốn ké gì nữa cũng không cho đâu nha. Cái này xương xương nữa không cậu? Mình lai gai á cậu. Hôm bữa nay lai gai đi. Ông cậu lai gai bữa nay nổi không cậu? Cậu vô nó tiêu quá cậu ơi. Thì lát hai mình làm luôn hay gì ba Lộc? Làm luôn á có Thành ơi. Làm luôn mới được. Sao uống được á? Sao uống được không? Ly 2 ly thì chắc được. Được luôn, được luôn. Vậy là mình cho miếng dầu vô tha ba Lộc ơi, tắm cho hai con hai đâu. Massage nó cho nó thấm. Massage đi chơi. Nãy vậy massage mình phải chở ngược lại cái. Chở ngược lại coi. Tiếng ngô thịt cây gấp nó mới được. Đó cây gấp sao lên coi. Hàng cá này nãy mình không có cần thử mấy ký mà. Hàng cá này cỡ 2 ký mấy á con. Cỡ 2 cái máy 3 ký nha. Cỡ nhiêu anh hai? Quá trời bự hết cậu. Cậu nói cỡ 3 ký kìa. Đây, chú chạy lắm. Khoan, em đưa đây để chú chở cho. Để nó chạy. Cá này mình thả ở bãi hôm gầy, cái nó ốm lại nè mà. Nó ốm nè. Ôi chạy rồi đó hết chưa. Mà rồi mẹ để lên nè. Nhưng mà không biết còn massage nổi không nè. Sợ nó nóng rồi nè. Nóng. Nó ăn cái bầy cá chê mình hết luôn mà nó còn chị nấu vậy đó. Nè, để đây. Quá khứ rồi. Dạ. Thịt nó dẻ. Vô cho con cá nó bóng chứ. Này chứ, sao đỏ thay này lên chứ. Hơi nóng nha. Sao massage đã không hỏi nữa rồi. Massage im không bạn. Cái này trời mưa làm biến ra sình chứ đi dạ. Ra ấy cái bẻ chuối để vô. Cá xong khối rồi. Cá xong khối. Sốt nước me lên. Giống như đặc sản ô thơm gì gà đốt gì đó. Sốt nước me lên. Ăn hổng ngán. Cái này nên ăn mồi hổng quá cậu. Nhất là con tép mà mình để hương ngương cái móc câu của nó là nhức nhát rồi. Mấy cái bến lở lở mà lá lở hay cây bằng lở gì đó. Nó đói rồi dạ. Dò xuống nó cắn. Rồi đó con ở Nhân Mỹ con câu. Nãy còn chút nó cắn cũng tay. Dạ. Con ở Nhân Mỹ con câu cá này cũng đâu bữa 3-4 kg luôn á. Hồi xưa ba Lộc cũng có đi đánh câu đánh lưới gì đâm vậy không ba Lộc? Có, đầy đủ luôn. Tại đó nhà có ba Lộc ở ngay bến phà luôn mà cưng. Bởi dễ hả, đi câu dễ kiếm đồ ăn lắm. Ba Lộc ơi, coi chừng ấy, còn thôi cái tay bỏ lạch cho nó dễ. Dạ. Cái kẹt nó nặng quá nó giật thịt thôi. Chưa đâu cưng à, chưa đâu. Xíu nữa đây. Chiều nướng ngon này cái mình lay gai vậy thôi là ngủ vô mồm ngủ rồi. Chai cà phê rồi vô. Quả thành nó không có uống được chứ ngủ chân miễn có mồi cái nó đòi lay gai. Bữa nay lay gai nè. Uống cả hai ly. Quyết định là chị phải giết cho nó chết. Chịu chịu lay gai nè. Không được, không được. Để làm nếp. Ngày chìm tại chỗ rồi kể nó lay gai lay gai hoài chứ. Tại chỗ không có clip coi đó sao em ơi. Ngày mai mà cô chú anh chị thấy mà cô rô nhẵn bên này gà liếu không kẹp là biết rồi. Quay phim bị cô sáu hả? Bị cha tại chỗ. Tám đang làm mà con muối thằng quá chạy to rồi. Mới chạy rồi thì chứ. Đúng rồi mới chở. Qua thơm quá. Chứ mới chở là cái bè kia nữa là chín rồi đó ba Lộc. Cá này nó mau chín trời. Cá lại mà nó màu hơn cá phê nữa. Mà cá phê mình nướng hay là hấp cũng ngon đó ba Lộc. Nghĩ nhanh nhanh em đấy cưng à. Chín là mình nhóc ra đi ha. Quá trời hấp dẫn. Dạ con thấy chín rồi đó mẹ đó mẹ dọn con ơi. Đây nè.
Thôi này kỹ thuật này mới nha. Ôi ôi, cuối sâu kìa. Thấy vậy thử vậy mới được. Rồi, bữa nào mình gấp ra nó làm ba. Rồi, cái dẫn gấp cũng là một vấn đề đó. Đâu có làm ra cái gì nè. Tới chín rồi, hồi nãy bắt còn bắt được mà giờ tới chín. Không được, chạy vậy. Cái chừng mới lên sập. Nhìn thấy nặng tay luôn ha, mà lặng ngon quá, mà lặng ngon quá. Ôi sao, 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 sao còn sống vậy nhảy à. Bữa nay mình cắt lá bầu luôn á, thôi chứ vậy. Bữa nay mình tận dụng nó có sẵn luôn. Cái lá bầu này nóng quá. Là nó, con cá nó nóng, nó hút cái lá bầu vô nè, nó hút lắm. Giờ cũng xin mời cả nhà dùng chung với gia đình Thành luôn nha. Đọc xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Dạ, dạ, dạ. Vô. Thì cá này mình ăn với gói gạo, mình ăn kèm với bún. Rồi cái hộp đồ chơi cứ vô tay vậy đó hả? Dạ. Nắp chai. Giờ để chi dĩa này để xuống cái này. Dĩa để chỗ rồi. Ừ, để chia cho anh thôi. Dạ. Cá này bữa nay em trộn được nè, mềm hay không? Hôm qua hôm kia ăn chả cá hay gì. Dạ, cá chiên ăn được. Để con riêng ra. Dạ. Ăn đi chị. Đi lại đi Sáu, ăn đại đi Sáu. Đây, cháu có chưa? Có mà. Dạ. Rồi, ba lập đi. Ông cậu bữa nay, ông cậu mỗi khi thích muối này lắm nè, mà ông cậu bữa nay không dám ăn hết luôn. Si rồi, ông cậu có si. Ông cậu si không được khỏe cho nên là cái khẩu vị nó xuống thay đổi. Con cá này, con cá cổ lâu năm bởi vậy nó hơi dai hả rồi. Cá này. Mày dai hơn tao nữa. Tôi sống mấy chục năm mà không dai bằng cá này. Mày dai hơn tao cũng hả? Ủa, cá này thịt thông cơ. Vừa ăn không mẹ? Chưa, mẹ chưa ăn. Dạ, xương mỡ nó thịt quá trời luôn. Hay, sáu gói là bài bản luôn nè. Sáu gói là mấy đẹp. Còn gói không mẹ hả? Anh đã đi Sáu. Sáu gói bài bản. Dạ. Sáu là Sáu thích ăn nhau, bởi vậy gói ăn nhá. Có dưa leo không hả? Cá này nó cũng xương mất. Cái đầu con cá này chắc không ngon mẹ. Cái con cá này con nghĩ cái đầu cũng béo hả? Béo lắm rồi. Béo, thịt nó béo. Chị hai gói cho Út nè. Cá này là cái này con nghĩ. Cái da nó là đứng đây đầu. Mình ăn mắm nêm không chị? Có mắm nêm chấm gì chị? Dạ, mình chị chấm muối ớt chế. Đây còn cuốn cuốn thử cho đẹp ướp cái da vừa ăn. Vừa ăn nha. Hả? Không ăn lấy được bốn cái xương. Rồi đó, con cuốn cái này hết cỡ rồi nè, nó không gọn được lắm. Ủa mà sao cũng đỡ theo nhai dạ. Không thấy đụng xương. Cá nó lớn hết xương nè. Nó có thịt không? Cái gì á? Càng bự càng ngon. Được tới 40 xương. Được miếng khóm ngọt ngọt. Cá có xương là phải rồi ta. Trời trời lạnh mà ăn cá nướng nữa là đúng luôn ha. Cái rượu này quá khứ rồi ba Lộc ơi. Quá khứ rồi. Làm miếng ra đi rồi hả vô? Vô thử cái vô hả? Vô hả? Vô vô. 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 Vô sao? Nửa cái được rồi, không nữa. Sáu rồi. Uống ly hay ly vô nó tiêu hả nhá? Này, cái này mình làm gu gỏi bên này không có ông cậu rồi. Ê, ngon quá. Nè, thiếu ông cậu. Cậu bữa nay không dám uống. Thôi uống tới đâu, tự nóng nóng tới đó vậy. Ôi, nước chấm này vừa gì mà bữa nay không dám ăn. Ngon. Chín chín mà tử. Cái này có chín chín. Trời ơi, uống vô nóng rồi. Nóng đã ha. Nóng. Cái này là đúng rượu luôn rồi nè, sao? Ừ. Ngon quá. Uống nóng 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 nóng. Cá này có rong không á? Uống nóng nóng vậy mới phải rượu chứ. Dạ. Dạ. Uống nóng. Rượu này cũng mua rượu gốc bởi vậy nó nóng. Trời ơi, nóng như lửa đốt vậy trời. Mình ăn mồi vô đi cưng. Bây giờ mình là vô mít. Ngon thiệt luôn. Đói bụng nè, nói ngon quá. Ừ. Ngon thiệt luôn, cô chú anh chị ạ. Rất là ngon. Cá này nào với rau ngon quá. Ngon thiệt. Cá này lấy sớm tới không? Cá này sao nó ngọt quá vậy mà? Cá thịt ngọt. Cá này ngọt lắm. Cá ngọt thiệt. Nướng là nó ngọt nhất luôn. Bà Lộc nướng mà nó nấu món nó giữ được chọn cái vị ngon. Nó nấu món nướng là nó phải khen ngọt ngon. Nướng mà. Vừa thơm mà vừa ngọt thịt. Nó vừa thơm thiệt. Cá này bữa nay ăn ngon thiệt. Chở con cá lại được rồi đó chứ. Thở mạnh mạnh đi. Thịt nè. Còn nhóc luôn. Ăn cho hết. Cái hai con làm mạnh mạnh đi. Thì nói chứ thịt xong nè. Dạ. Con nghe nói cái gì tài xế gì người ta ăn là người ta không dám lại con cá lại không sao? Ta đi ghe con. Đi ghe hả? Đi xe. Hồi xưa đi ghe.
Đi ghe là người ta dĩ đang, người ta không có lật con cá. Ăn hết rồi cái gỡ cái xương này. Gỡ cái lớp xương rồi ăn tiếp. Ngày em cậu bà cậu mới tin mới được. Ta dĩ đang, ta sợ lật thử. Rồi đó con đi ghe ăn giá với ông cậu không? Xe thì mình không biết nè. Giá người ta ông cậu bà cậu, lúc con chưa giá con nói dở ông cậu bà mở, tới giờ giá con làm cái ông cậu bà mở luôn. Phải tin mới được con Lộc ơi. Tin đó. Hả? Mình đi văn lưới gì đó cũng giá ông cậu bà mở không? Đúng rồi chứ. Tới đi về văn lưới về nó học nó mẹ ơi con. Văn lưới không có con giá ông cậu bà mở quá chứ. Tin với em tắt cười. Ăn nó được rồi. Bà cậu mới đúng. Cậu ăn miếng nữa đi ông cậu. Ăn nữa đi. Ăn cá đi. Ông cậu ăn không? Không ăn cá là uống à. Dạ mắt uống rồi. Ông cậu coi không khỏe thì đi khám ông cậu ơi. Chứ để vậy hoài cũng không được. Dạ ông cậu si vậy. Thế vậy chứ mình ăn uống không được là sức khỏe của mình mau xuống đó. Dạ. Rồi uống nước. Uống được chứ uống nước. Uống nhưng mà cũng phải uống ngày mấy lít nước á. Ừ. 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 Ta chứ vậy sao còn mình còn nữa. Dạ. Ủa mà nó hết chưa, chưa hết nữa đó hả? Ừ. Ăn nữa đi con. Chứ không phải mà ăn không được, ngủ không được chắc phải nhờ uống nước. Dạ, lúc này trời nắng hạn á cho nên là mình ráng uống nước nhiều nhiều vô. Đi vô cái cậu ơi. Đó ông cậu vô, vô sao ơi. Vô 2 3 vô. Này sao uống đi sao? Lần nào xuống cù lao nhãn đã đủ. Ủa uống được không sao? Trà cũng hay nghiêm. Ừ. Thì nhà làm có ổi dạ. Nào hư đó chị cũng ngâm rượu như cù lao nhãn đi. Chị uống thật 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 kia nha. Có không? Ừ mà chị không uống thành ra chị đâu có ngâm chứ. Dạ. Trinh nó quay nước uống không à. Dạ. Ủa cái ổi quay nước uống. Em nói để em mua cái máy để mà ép ép ổi á. Dạ, mà có thấy chua nhà mình thôi khỏi ép đâu, mình cứ ăn đi, mình ăn vừa cá vừa nước luôn. Tại Trinh đây không có rảnh, vậy nó làm nước nó uống vậy đó. Người ta nó ép để tủ lạnh. Dạ. Uống từ từ nước nãy thôi. Vậy mua cái máy ép được rồi đó. Mấy người già không có răng được. Dạ. Máy ép. Còn nhỏ em dài cũng mắc lắm á. Đâu có ép chịu ép cái nước chứ gà uống. Ngon. Ngon lắm. Ngon. Chắc nghĩ uống nước nó bỏ. Bây giờ mình ngán rồi, mình ở nhà mình là mình ngán ổi rồi. Nhưng mà ép ra nó lạ lạ miệng có thể ngủ được. Ăn như ăn cái ổi là tốt cho tim mạch á, Lộc biết thấy đài nó nói vậy. Đẹp da nữa đó. Đẹp da đẹp không biết, chứ nó biết cho tên tim tim mạch á. Thì nó cũng hơi tới giờ nó vừa bơm. Nhưng mà cũng rung tay. Chú anh chị cũng thường kêu mình ép cái nước để đủ là uống giờ. Đúng rồi. Mấy cái ổi mà bị kẹo đúng không? Dạ. Vụ này mà anh uống mấy con ly say cung tay rất đổ lắm nha. Tay chân vơi lia. Chắc là uống hết cũng không đủ đâu mà Lộc. Lộc có ít xíu vậy, có ít xíu vậy. Mẹ hôm bữa mình để cái clip mẹ làm dưa dưa leo muối nè, cũng có cô chú vô cũng kêu mẹ chia sẻ công thức để cho cô chú làm theo. Bữa đó mẹ có nói là làm cuốn này chất lượng dưới đặc. À, cuốn này dữ lắm cái cuốn này, hơn cả cuốn nữa. Không phải chất lượng vậy mới được. Tắm cuốn cũng giống bà Lộc vậy đó, tắm cuốn không khéo. Sao mẹ lại chia sẻ lại cái công thức rồi mẹ? Thì công thức nhà làm ha, chứ không phải là không có dám dạy. Không phải sư phụ ha. Cũng như mẹ làm thì mẹ nấu thường thường mẹ nấu nước muối á. Dạ. Nấu nước muối ra rồi cái để cho nước muối nguội vậy đó, ấm ấm vậy đó. Cái bắt đầu mình mới đổ vô. Rồi nếu ai có muốn ăn mau thì mau chua thì để nước cơm. Nhưng mà mẹ làm hết để nước cơm á. Dạ. Làm từ từ. Muốn mặn thì làm muối hơi nhiều một tí, mà làm vừa vừa ăn được thì cũng làm mặn quá. Làm dưa leo muối này giống dưa cải muối không mà. Nó giống như dưa cải. Khẩu vị gì thôi. Dạ. Dưa cải thì thường thường là mẹ làm mà mẹ cũng nấu muối rồi đường vô mẹ nếm cái nước rồi vừa ăn vậy đó con. Dạ. Thanh nha cái nước cơm mình nó nhiều công dụng quá ha. Đúng rồi. Ai đâu nước do gạo. Hồi xưa mình làm dưa cải mình cũng đổ nước cơm không á chị. Nước cơm. Dạ. Nước cơm không. Nước cơm. Còn nhỏ con nước cơm thường xuyên luôn. Ba mẹ đi làm á, rồi gửi cho mấy gì á. Nhất là ngoại con cho con nước cơm dữ lắm à. Mà như là tuổi thơ ai cũng từng uống nước cơm. À, em uống nước cơm hồi tuổi em vậy mới lớn nè. Ai đó ai cũng vậy chứ. Con cũng vậy vậy, hồi nhỏ con uống nước cơm mà con giòn giò luôn. Lớn làm nhà làm như ít uống nước cơm lại cái ốm lại á. Uống nước cơm uống nước chầu vậy. Phải uống chầu hồi nhỏ nên trang như vô tay giờ vậy đó. Đó phải rồi, phải uống chầu vô tay. Dạ. Vô một cái này cậu ơi. Trời bánh tráng này còn nhóc nữa. Vô. 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 Công nhận
cái cậu cho ông cậu giải lao vài bữa đi rồi ông cậu uống bù sao. Thấy uống vậy có thèm không cậu? Bữa nay nói chuyện không ra tiếng luôn. Bữa bữa nói chuyện lớn tiếng mà bữa nay nói chuyện không ra tiếng luôn. Họ vô tay khám cho ông cậu coi xem mình thấy ông cậu khám cho đỡ khó gì. Quá cái tiếng nóng cũng không có luôn rồi. Khám chắc mà. Từ ngày giao tay anh gì cho ông cậu từ chức tới giờ ngon mình. Giao tay từ giờ cho ông cậu từ chức rồi ông cậu. Thấy ông cậu xi xi rồi cưa ghế luôn. Nói hôm bữa ông cậu đầu độc mấy con chó mới giao tay giờ. Ghế ông cậu luôn rồi cô chú anh chị. Từ chức luôn hết coi. Đầu độc mấy con chó. Bữa có cô Sáu không ta? Có. Chị vừa đó chị cậu. Vô cái đó chứ. Dạ vô à. Vô. Đây, đây là chén bụi luôn. 1, 2, 3. Vô. 100%. Ủa ăn hồi sao mất đi cái chén rồi.